chuyển thế hồn ấn, ta bị ba nữ hài triệu hoán thủ trích tì ba các loại, còn có người đang triệu hoán ta, sách mới cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe chọn chuyển thế hồn ấn, ta bị ba nữ hài triệu hoán thủ trích tì ba lựa chọn, sách mới cầu cất giữ, cầu đề cử. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cơ hồ là trong nháy mắt, vô hình chỉ dẫn đem cố nam quy lôi kéo vạn dặm khu vực một tòa lầu cao cao ốc tầng cao nhất là một gian rộng rãi phòng thí nghiệm, trưng bày nhiều loại phi thuyền chiến hạm. Hủy đi mù hộp sơ thể nghiệm. Một cái chừng 25 tuổi nữ tử đứng tại lá dụng phía trước cửa sổ, sấy lấy đỏ nhạt đại ba lãng, tử hồng sắc bao mông váy, hạ thân chỉ đen phối hợp màu trắng dày cao gót. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mang theo cái kính đen, toàn thân phát ra yêu nhã khí chất cao quý. Giáo sư, ngài hồn ấn khẳng định là thế gian đỉnh tiêm. Trong phòng thí nghiệm mỹ nữ nhỏ trợ thủ lấy xuống thủ sáo, cho Tô tiến sĩ rót một chén cà phê. Tô mạn đầy khung kính, cười tủm tỉm nói, có thể bị ta triệu hoán, chứng minh tiềm lực mạnh phi thường, đối mặt tự biên tự diễn, nhỏ trợ thủ không có chút nào khó chịu, giáo sư vốn là có vốn liếng này nếu là nguyện ý, sớm tại 10 năm trước giáo sư liền có thể thức tỉnh hồn ấn trở thành linh giả, chỉ là nàng truy cứu hoàn mỹ, không muốn chấp nhận. Lúc này chỉ ít cũng là thất thải phượng hoàng. Tô mạn tiếp nhận cà phê, tại chén xuôi theo lưu lại môi đỏ ấn, lười biếng chờ đợi. Nhỏ trợ thủ liếc một cái giáo sư hở ra bờ mông, như chín mùi cây đào mật, nàng ánh mắt hâm mộ không được. Đến rồi. Tô mạn nín thở ngưng thần, hiếm thấy có chút khẩn trương. Cái này dù sao quan hệ đến tương lai con đường tu tiên, hồn ấn chất lượng cực kỳ trọng yếu. Giáo sư, mang tới. Nhỏ trợ thủ kích động, trong tay nắm vút một khối pha lê đổ vào mà thành lăng phiến. Tô mạn gắt gao nhìn chằm chằm lăng phiến, phát giác được đặc thù ký hiệu về sau nàng đã rơi xuống giày cao gót chỉ đen bao khỏa chân trên sàn nhà trượt lên yêu nhã vũ bộ là người là người a nhỏ trợ thủ kích động đến nhanh ngất chỉ ở sách sử điển tịch mới có thể nhìn thấy truyền thuyết vậy mà phát sinh ở giáo sư trên thân cứu mạng ta nhanh hít thở không thông đầu nàng choáng hoa mát tin tức này một khi truyền đi tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng Tô Mạn bình phục tốt cảm xúc, lập tức đọc lấy triệu hoán chú ngữ, giữa ngón tay máu tươi xa sút mùi thơm quanh quẩn cánh tay xuất hiện một khối trong suốt ấn ký. Có thể gọi ta là chủ nhân. Nàng khẽ mở môi đỏ, xinh đẹp khuôn mặt mang theo nhạt nhẹo ý cười. Cố nam quy cảm xúc chập trùng, hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ, mình vậy mà có thể đồng thời có hai cái ký chủ. Đây là có tính đột phá, hồi khóc nhè trên thân, hắn cảm ứng ngô lộc trúc khí tức, hồn ấn trong nháy mắt ngang không gian, xuất hiện tại thần thủy học viện một cái vắng vẻ rừng cây. Ngô lộc trúc ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nắm chặt một bình dược tề, tựa hồ còn đang chờ đợi hồn ấn thức tỉnh. Quy, cố nam quy gọi nàng. Người tỉnh rồi, ngô lộc trúc nhảy lên, hưng phấn địa chia sẻ nói bình thuốc này có thể trị hết của mẹ ta bệnh, nàng rốt cuộc không cần tiếp nhận thống khổ, ta thật vui vẻ, hiu. Cố nam quy lại xuất hiện tại nhà cao tầng, chui về chỉ đen nữ nhân cánh tay. Không thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi, tô mạn khóe môi khẽ nhếch câu nói này nàng hỏi liên tiếp năm lần. Cốt, cố nam quy nổi giận quát một tiếng từ tính có chất cảm giác thanh âm, rất khó điều giáo khống chế đâu, tô mạn có chút trinh lăng, ngay sau đó ý cười xu thế lạnh. Là cái nam nhân, giảm mạnh nàng vui sướng cảm xúc. Cố nam quy cũng không còn cách nào duy trì tỉnh táo, hắn rốt cuộc biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Trước khi chết, hắn thôn phệ bốn cái đại đạo hồn quả, phải chăng mang ý nghĩa hắn có thể khóa lại bốn cái ký chủ nói chuyện, mắt phượng so bảo thạch mê người hơn giáo sư ngữ điệu um tùm. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ hồn ấn kháng cự nàng. Vậy ngươi chảm diệt ta đi, trong đầu đột nhiên vang lên không lắm để ý thanh âm. Tô mạn má ngọc cứng đờ, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không sợ tử vong hồn ấn. Người nói cái gì, chảm diệt ta, cố nam quy trầm giọng nói cùng lắm thì thoi thóp, dù sao còn có một cái ký chủ tại, tóm lại sẽ không triệt để chôn vùi. Trở thành người khác kim thủ chỉ liền đã đủ biệt khuất, còn mẹ nó gọi chủ nhân. Người xứng sao, người đang cầu xin chết, tô mạn ánh mắt trầm xuống. Đúng thế, cố nam quy bình tĩnh nói. Nghe giọng hời hợt, ngược lại cho tô mạn cả sẽ không? Nàng là chưa thấy qua cứng như vậy hạch hồn ấn, người rất cứng tô mạn dạo bước đến ghế salon bằng da thật ngồi xuống hai đầu chỉ đen cặp đùi đẹp khép lại đến kín kẽ mềm giọng nói người thông qua khảo nghiệm của ta cố nam quy từ chối cho ý kiến riêng ta thì thưởng thức ngươi loại kia không sợ chết tinh thần tô mạn nói xong hướng nhỏ trợ thủ đánh cái búng tay nàng bị cái này hồn ấn cho cầm chắc lấy nhỏ trợ thủ đưa lên vài cọng hắc vụ quấn hồn thảo, tô mạn tiếp nhận thản nhiên nói. Lần đầu gặp mặt, không có gì tốt tặng, khách khí, hồi âm rất nhanh. Tô mạn lười biếng dựa ghế sofa, đuôi mắt trao lên. Nhưng ta chán ghét ăn vật như vậy, người muốn đưa liền đưa, không đưa liền lăn, cố nam quy thanh âm cũng lạnh lẽo xuống tới. Tô mạn bỗng nhiên đứng dậy, phồng lên bộ ngực chập trùng không chừng, cơ hồ no bạo váy đối phương cường thế thái độ giống như nàng mới là hồn ấn đơn giản không có tức hay không không khí nàng điều chỉnh cảm xúc trong lòng bàn tay tuôn ra một sợi linh lực vài cọng hồn thảo trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên hình bầu dục đan dược tô giáo sư bên cạnh uống cà phê bên cạnh nuốt đan dược lạnh mặt nói thật giống như ta tại hầu hạ ngươi Cố Nam Quy phát giác được hồn lực tăng trưởng, cảm khái người ký chủ này so sánh với một cái tốt hơn nhiều. Chỉ là ăn cơm đều muốn uy, thật sự là bi ai. Khi nào mới có thể ngưng tụ nhục thân? Cầm lễ gặp mặt liền giả câm, xinh đẹp giáo sư thực sự chịu không được, nàng quyết định trừng phạt cái này hồn ấn. Hiu, cố nam quy nhẹ nhàng rời đi trắng nõn cánh tay ngọc lần theo cảm ứng ngang không gian. Hắn cái thứ ba ký chủ xuất hiện. Cổ lão trang viên đứng sừng sững ở vùng quê, trên bãi cỏ ngừng lại mấy chiếc phi thuyền, phi thuyền bên trên rõ ràng là huyết sắc tế đàn. Tử sắc áo ngủ nữ tử đứng ở tế đàn, ba búi tóc đen theo gió khắp múa, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đẹp đến mức kinh tâm động phách. "Cần ta mời a?" À, nàng con ngươi lộ ra thâm hàn, ngữ điệu lạnh lùng như băng cút ra đây vòng xoáy linh khí vặn vẹo nữ tử cái chán bão tố ra một giọt máu đỏ tươi đây là tin tức của ta ngươi cần gì liệt kê một cái danh sách cho ta ngươi nếu là trở thành gánh nặng cho ta ngươi sẽ lập tức đưa ngươi chém thành muôn mảnh nữ tử mặt mày một mảnh lạnh buốt đem tinh phiến cắm vào phấn hồng cánh tay sau đó điều khiển phi thuyền rời đi trang viên nàng tựa hồ đã sớm biết mình sẽ triệu hồi ra một cái hình người hồn ấn cố nam quy sắc mặt âm trầm tốt a à, hắn không có mặt tóm lại cảm xúc rất phẫn nộ chính là độc đoán vạn cổ cấm kỵ nhân vật lại liên tiếp bị bọn này tiểu nha đầu uy hiếp đáng hận bất quá nàng này mặc dù lạnh lùng kiêu căng nhưng chỉ bằng câu kia liệt kê một cái danh sách thấy thế nào đều cảm thấy bình dị gần gũi có lẽ hôm nay là viên tinh cầu này chịu hoán ngày cố nam quy cái cuối cùng ký chủ xuất hiện bên bờ vực kiên nghị thiếu niên ngóng nhìn huyết sắc mặt trời quanh thân tắm rửa từng đợt huyền diệu quang mang hắn là thần châu học viện một cái không có ý nghĩa học sinh ngay cả leo lên thức tỉnh đài tư cách đều không có nhưng hắn tin tưởng mình thiên phú tuyệt sẽ không là đạo sư trong miệng phế vật hắn muốn triệu hoán thế giới thụ hắn muốn triệu hoán ánh mặt trời hắn muốn trở thành học viện được chú ý nhất tồn tại hắn kinh diễm hơn toàn bộ tinh cầu theo ta nam trinh bắc chiến, theo ta thay đổi càn khôn, kiên nghị thiếu niên sắc mặt đỏ lên, hắn phát giác được mệnh trung chú định hồn ấn ra hiện. Ông, đầu ngón tay tuôn ra một giọt máu, nhưng không có dấu hiệu nào tràng cảnh xuất hiện. ầm ầm vòng xoáy linh khí tán loạn, kia sợi trong cõi u minh liên hệ đột nhiên tiêu tán, rốt cuộc không cảm ứng được. Kiên nghị thiếu niên con người đột nhiên rụt lại, biểu lộ trở nên cực kỳ khó xử, không thể tin nói bị cự tuyệt vì cái gì hắn thất hồn lạc phách đứng người lên bén nhọn chất vấn thương khung người vì sao trướng mắt ta cố nam quy hồi du ở chân trời hồn ảnh như ẩn như hiện khí tức phá lệ đồi phế chặt đứt một cái túc chủ mệnh tiến đối với hắn tổn thương rất lớn nhưng hắn thực sự không muốn gửi thân tại trên người người này dạng này người sẽ quật khởi a à, không hề nghi ngờ có thể triệu hoán hắn cũng đủ để chứng minh thiên phú, khả quan tướng mạo chính là am hiểu chịu nhục tính cách. Quật khởi trên đường khẳng định sẽ phải gánh chịu quá nhiều ngăn trở. Nói trắng ra là Cố Nam Quy bây giờ chọn lựa rất nhiều, người nào thích đi theo hắn chịu khổ chịu tội. Cho nên xin lỗi, đừng khinh thiếu niên nghèo, vực sâu còn quanh quẩn lấy phẫn nộ tiếng giống hồn ấn cảm ứng khóc nhè khí tức trong khoảnh khắc liền trở lại thần thủy học viện vắng vẻ rừng cây. Cố Nam Quy không có chủ động mở miệng mà là từ từ chia tích tình cảnh của mình. ưu thế, cái gọi là một cái hảo hán ba cái giúp, hắn làm ba tay chuẩn bị, liền có thể có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, tăng tốc đúc lại nhục thân tiến trình. Thế yếu, thứ nhất, sứt đầu mẻ chán, tinh bì lực tẫn hắn muốn đồng thời ứng phó ba cái túc chủ trong đó gian nan khốn khổ rõ ràng thứ hai đợi các nàng dần dần mạnh lên tùy thời có thể lấy nắm hồn ấn kia mang ý nghĩa cố nam quy nguy hiểm hệ số gia tăng gấp ba suy tư thật lâu hắn tiếp lấy phân tích ba cái túc chủ yêu khuyết thế cao lạnh nữ nhân tạ yếm vãn từ tinh phiến tin tức đến xem tạ thị tài phiệt đích nữ linh dược tập đoàn nữ tổng giám đốc điều kiện tốt nhất tài nguyên tu luyện nhiều nhất dáng người bốc lửa nữ giáo sư từ phòng thí nghiệm chi tiết có thể suy đoán nàng tuyệt đối am hiểu luyện chế tinh cầu vũ khí về phần trước mắt khóc nhè cố nam quy thực sự không nhìn thấy điểm nhấp nháy nên lựa chọn như thế nào mời đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy